mà là để mặc cho cánh tay của hắn chạm vào eo của nàng. Tiếng vỗ tay như sấm sét này, ở bên bờ hồ một tiếng vang lên, lệnh cho đôi tình nhân này xuất hiện, lệnh tất cả mọi người vì bọn họ mà hoan hô nhảy nhót. Tạ Sai vành mắt đỏ lên, vì ngày đó hắn đã chờ lâu rồi, quá lâu, hắn là khó khăn nắm cỡ nào mới được ngày hôm nay. Đường Vũ Lân cũng dùng sức vỗ tay, ở trên mặt hắn tràn ngập nụ cười. Chúc mừng các người, Nguyên Ân, Tạ Sai, chúc mừng các người. Khói hoa tản đi, Tạ Sai cùng với Nguyên Ân, dưới chân lá sen biến thành màu vàng, đưa bọn họ hướng về bên trên bờ hồ mà đi, không có cướp cơ xấu, chỉ có chúc phúc. Hai người lên trên bờ, nhiều chương cũng không hề rời đi, cùng với bọn họ đứng chung một chỗ. Chính là Từ Lạp Chí cùng với Diệp Tinh Lan. Xin lỗi, Tinh Lan tỷ, đó là ta không được, chúng ta không nhìn thấy khói hoa. Từ Lạp Chí lúc này một mặt áy náy nhìn bên cạnh Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan lắm hắn mập tay, sống nhau thở như vậy. Lời này khói hoa quá ít, ta muốn càng nhiều, người mua cho ta đi. Từ Lạp Chí lúc này hưng phấn nói, được, ta nhất định đem sự lấy khắc thành tốt nhất khói hoa này đều mua được, chỉ vì người mà tỏa ra. Đừng buồn nôn như vậy có được hay không, Tạ Sai lúc này không nhịn được mà trêu ghẹo nói. Ai có thể so với người mà buồn nôn, Từ Lạp Chí lúc này lườm hắn một cái. Chính vào lúc này, hai thân hồ bên trên mặt hồ này chuyển đến Lam Mộc Tử âm thanh. Vị kế tiếp, Đường Vũ Lân, nghe được danh tự này, bốn người đột nhiên trở lên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của bọn họ cũng không nhịn được mà tìm đến phía mặt hồ. Theo bản năng, tất cả đều nắm chặt nắm đấm. Đội trưởng trở về, bọn họ còn đến không kịp vì hắn mà hoan hô, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng đòn lấy đối với hắn mà nói cũng làng tới nói, chính là cỡ nào trọng yếu. Tại sao nàng không lộ diễn? Hơn nữa nàng cũng không có tuyển đội trưởng, là bởi vì ghen hay sao? Từ Lập Chí lúc này không nhịn được nói rằng, Tạ Sai lắc đầu một cái, lông mày nhíu chặt rồi nói, không, không phải là ghen đơn giản như vậy. Cô Nguyệt tính cách các người còn không biết hay sao, nếu như nàng thật sự muốn có được cái gì đó, nàng không tiếc tất cả đi tranh thủ. Lại nhiều lúc trước nàng vừa tới thời điểm, đều là sát bên trên lão đại, thậm chí ở chúng ta ở đập tay thời điểm đó, nàng cũng hầu như là lựa chọn đặt ở lão đại bàn tay vào phía dưới. Bọn họ nhất định là sinh ra cái gì đó, sinh ra một chút chúng ta cũng không biết sự tính, thậm chí là hoài nghi, lão đại mất tích lâu như vậy cũng giữa bọn họ đều biến hóa có quan hệ. Ta cũng có cảm giác như vậy, lẫn như hôm nay bọn họ không thể nào ở ra mắt ở trong đại hội này, một lần nữa tìm về lẫn nhau, e rằng. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này thở dài một tiếng, mà lần này như trước đều không phải bọn họ hy vọng nhìn thấy. Đường Phú Lân cũng không nghĩ tới, thứ hai sẽ đánh vào chính mình, giữa chân lá sen một chút cách tự nhiên, ở phía trước phiêu đãng mà ra, đi tới các lam sinh phía trước. Trên mặt bởi vì Tạ Sai cùng với Nguyên Ân Dạ Huy mà xuất hiện ra nụ cười thú lại, đứng ở lá sen bên trên, sống lưng của hắn nhiều trước ướn lên trên đến mức thẳng tắp. Hắn đã 18 tuổi, hắn đã lớn rồi, là một người làm nhân, bất luận gặp phải ra sao sự tính, hắn đều sẽ không để cho chính mình lần như vậy mà chìm luân, dù cho trong lòng vạn phần đau đớn. Hắn cũng như trước muốn mình đứng thẳng sống lưng, nhu nhược vĩnh viễn vô pháp giải quyết vấn đề, càng không chiếm được đồng tính. Vừa lựa chọn Đường Vũ Lân tổng cộng có 3 vị nữ sinh, như vậy tiếp đó xin mời 3 vị nữ sinh này phân biệt nói vì hắn xả tiếng lòng của các người, làm sao cuối cùng tranh thủ đi, chúng ta vẫn là lấy suất thăm phương thức đến quyết định các người biểu lộ tình tứ. Âm Mộng lúc này, người đến đi. Đường Âm Mộng lúc này rút ra đến một cái tên, Vũ Thị Đoá. Vũ Thị Đoá ngẩng đầu lên, ngóng nhìn trôi nổi ở trên mặt hồ Đường Vũ Lân. Thời khắc này, nàng đột nhiên có một chút tự tin, bởi vì Cổ Nguyệt cũng không có yến diệt, cũng không có tuyệt hắn. Thời gian 3 năm không gặp, bọn họ đã triệt để rứt rời sao? Như vậy chính mình hay là còn có một chút tia cơ hội? Nàng liếc mắt nhìn Lòng Thường Lữ Thần Na, nàng xác thực rằng so với mình đẹp hơn, nhưng chưa từng nghe nói rằng nàng cùng hắn có cái gì gặp nhau, hơn nữa nàng mới 16 tuổi. Vũ Lân, đã lâu không gặp, ở lần này ra mắt ở trong đại hội lựa chọn người, là ta trải qua đắn đỏ suy nghĩ. Hoặc là nói, nếu như người không xuất hiện, hay là sự lựa chọn của ta hội không sống, có thể là người đến rồi. Quan tâm người là ở năm đó chúng ta vừa thi đấu tại xử lý các học viện thời điểm đó, vừa mới bắt đầu lúc đó, thẳng thắn mà nói, ta một điểm đều không lọt mắt của người, ta cảm thấy người chỉ có thể là dựa vào may mắn trở thành xử lý các một thành viên. Như vậy thì người, lại bằng cái gì có thể thành vì chúng ta mà làm tiểu đội trưởng? Nhưng mà sau đó người dùng hành động của chính mình chứng minh, người có tư cách đó, mỗi ngày nhìn người từng bước một trưởng thành, niềm tin của ta bắt đầu dao động, khi ta một lần nữa lại một lần nữa thua được qua người,
Thời điểm đó, bóng người của người ở trong lòng của ta cũng đang không ngừng sâu sắc thêm. Ta là cái hiếu thắng con gái, từ nhỏ đến lớn, ta cái gì đều muốn làm đến tốt nhất, món đồ gì cũng đều muốn tốt đẹp nhất. Ở trong mắt của ta, ngươi chính là tốt đẹp nhất, chỉ có ngươi có thể để cho ta động lòng, ta sẽ không nói cái gì lời tâm tính, ta chỉ nói như vậy. Ta chỉ có thể nói, ta muốn cùng với ngươi đi càng xa hơn. Lời nói này cũng không cảm động, nhưng cũng tuyệt đối tự phế phù, xa xa bên bờ hồ, là Quế Tinh, Từ Xu Trình đều ướt nhẹp đứng ở nơi đó, hai người nhìn nhau cười khổ. Đúng vậy, bọn họ cũng sớm đã đoán ra được rằng hắn tuyển nguyên nhân này bởi vì hắn rất là tốt đẹp hơn mình. Vũ Lân có cái gì muốn nói sao? Lam Mộc Tử nói. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng rồi nói. Rất xin lỗi, Vũ Thị Đoá. Ái tình cùng thực lực cũng không có tuyệt đối là quan hệ. Ở trong lòng của ta, chúng ta chỉ là bạn học. Rất xin lỗi, ta đã có người thích rồi. Vũ Thị Đoá hít sâu một cái. Vẫn là nàng hay sao? Đường Vũ Lân hai con mắt đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, không chút do dự nói. Đúng vậy. Vũ Thị Đoá gật gật đầu, nàng đột nhiên nở nụ cười rồi nói. Tuyển ngươi, ta không hối hận, bởi vì ngươi chính là tốt nhất, dù cho là đối với đối xử tình cảm tình phương diện, ngươi cũng như vậy, bại bởi nàng, ta nhận. Nói xong câu đó, nàng thân hình nhảy lên trên một cái, không có trực tiếp lên trên bờ, mà là nhảy xuống dưới nước, lại như lúc trước là Quế Tinh cùng với Tử Xu Trình như vậy, không vào trong nước bên trong biến mất không còn tăm hơi. Nhìn theo nàng rời đi, Đường Vũ Lân ở trong mắt chỉ có áy náy, thế nhưng mà hắn chỉ có thể làm như vậy. Lam Mộc Tử thở dài một tiếng rồi nói, rất đáng tiếc, vậy là vị kế tiếp đi. Đới Vân Nhi, Đường Âm Mộng lúc này ló ra danh tự. Đới Vân Nhi lúc này lá sen phiêu đãng mà ra, ánh mắt của nàng có một chút cô đơn. Khi mà Đường Vũ Lân nói ra hai chữ kia thời điểm, nàng liền rõ ràng hắn nói không phải là mình. Tam ca, đã lâu rồi không gặp. Ta tìm người lâu như vậy, rốt cuộc ở trận này ra mắt ở trong đại hội gặp lại. Người biết hay không, ta vừa nhìn thấy người thời điểm đó có cỡ lòng hài lòng. Hơn 35, người lên cũng chỉ là mới vừa trở về. Cuối cùng cùng với người hẳn là ta. Lẽ nào người đã quên rằng lòng cốc bên trong chúng ta giúp đỡ lẫn nhau từng bước một đi tới lòng cốc lời sâu xa sao? Nếu như người không phải là người, thì sẽ không có hiện tại là ta. Ở trong lòng của ta, người là nhân vật nhận định làm nhân. Còn như người không chọn ta, điểm này cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ta yêu thích ngươi, không phải là bởi vì ngươi là người tốt nhất, cũng là bởi vì ngươi chính là ngươi. Ta yêu thích chính là người đó. Nhìn đối Vân Nhi mặt cười thượng lưu chảy nước mắt, Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng rồi nói, Vân Nhi xin lỗi, ngươi hẳn phải biết trong lòng của ta cũng sớm đã có người thích. Ta không thể nào, cũng không cách nào làm như vậy. Trái tim của ta từ rất nhiều năm trước đây cũng đã bị nàng chúa đấy. Ta chỉ có thể nói, ngươi tới chậm rồi. Ta cũng yêu thích ngươi. Ngươi mặc dù là cái kiêu ngạo thiệt công chúa, nhưng mà ngươi bản thân lương thiện, ngươi là cô nương tốt. Nhưng đáng tiếc, ta chỉ có thể nói, hận bất tương phùng chưa gả tới. Ta không có cách nào lại đem trái tim của chính mình phân ra một khối. Ta chỉ có thể làm người là muội muội, là bằng hữu, nhưng không thể là người yêu. Đỗ Vân Nhi ngơ ngác nhìn hắn, nghe hắn ra cái uyển chữ kia từ chối, lời khóe miệng cũng chỉ có cay đắng. Nàng không còn mở ra miệng nữa, nhưng cũng không có như là Vũ Thị Đoá như vậy liền như vậy bỏ đi, mà là kiên định đứng ở lá sen bên trên, không có chọn rời đi. Như vậy vị cuối cùng thì có mời chúng ta lòng thường lữ thần Na là người đó. Lương tựa theo Đường Âm Mộng lên tiếng nói vừa xuất, toàn bộ hải thần hồ bên trên mặt hồ nước còn có ven hồ trên toàn đều là yên tĩnh trở lại. Ở trên bầu trời là tinh nguyệt ánh sáng, dưới bầu trời sao là hải thần hồ bên trên mặt hồ sóng nước lấp lánh, chiếu rõ một bóng người tuyệt mỹ chậm rãi đi tới Đới Vân Nhi bên người. Ánh mắt của nàng có một chút ngây dại, ánh mắt của nàng dập dờn, nàng như ánh mắt của hắn không nữa là một người muội muội nhìn về phía huynh trưởng. Đường Vũ Lân hơi chấn động một cái, hắn căn bản được nàng ánh mắt không giống. Ca, Na nhẹ nhàng hô lên một tiếng. Na, người. Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Na khẽ mỉm cười rồi nói. Ca, người biết không, ở năm đó ta 3 tuổi, thời điểm đó, ngươi thu nhận ta giúp đỡ ta một khắc đó, ta cũng đã thích ngươi rồi. Vì ta, ngươi dùng cũng không thân thể cường tráng này chặn lại những người xấu kia. Ngươi không ngừng thiện lương, ngươi càng dũng cảm. Ngươi so với người bình thường bạn cùng lứa tuổi phải kiên cường nhiều lắm. Khi mà 6 tuổi, ngươi võ hồn tức tính là làm ngân tháo, công nhận là phế võ hồn, vạn hạnh trong bất hạnh. Ngươi ở võ hồn thời điểm đó tức tỉnh ra xuất hiện hồn lực, ngươi chỉ hướng đã trở thành một tên hồn sư. Khi đó ngươi còn không dám muốn đấu khải sư, vì lẽ đó ngươi nói ngươi muốn điều khiển giáp máy. Na ôn nhu nhìn Đường Vũ Lân, vào giờ phút này ở trong mắt của nàng chỉ có hắn.
Nhưng mà muốn trở thành hồn sư liền cần hồn linh, liền cần hòa rất nhiều tiền. Trong nhà của chúng ta cũng không có giàu có. Ba và mẹ thật sự đã rất nỗ lực. Vì lẽ đó người ở chỉ có khi 6 tuổi liền lựa chọn học tập rèn đúc. Ta nhớ rất rõ ràng, mới vừa lúc mới bắt đầu, người mỗi ngày mệt đến sau khi trở về nhà, thậm chí ngay cả vẻ mặt đều không làm được, quò quắp ngã ở trên giường, thậm chí ngay cả ta ở tiền người thật sự giống như vậy đều không nghe được. Có thể người không hề từ bỏ, người như trước kiên trì tu luyện, mỗi khi người cần tiền công thời điểm đó, ngoại trừ lưu lại một phần tồn ở bên trên ngoài, còn lại đều mua cho tàng kẹo ăn, nhưng cái kẹo kia có thể ngọt ngào như vậy. Còn nhớ sao? Có một ngày ta hỏi qua người, nếu như ta đi rồi, người có nhớ ta không? Điều Vũ Lân ngơ ngác nghe nàng nói, tâm thần của nàng lúc này phảng phất trở lại 10 năm về trước. Ca, ta yêu thích người, ta yêu người, ta nguyện dùng cả tương lai này có thời gian đến tiếp bạn với người, làm bạn ở bên cạnh người, để ta yêu người có được hay không? Ta là thật lòng, là vẻ mặt rất nghiêm túc. Đường Vũ Lân lúc này, nội tâm lúc này không khỏi nổi lên từng cơn gợn sóng. Lớn nhân nói ở trong lòng của hắn, nữ tính ở bên trong có ai quan tâm nhất. Như vậy, mẹ, nà cùng với nàng, đời chiếm cứ không thể nào lay động địa vị. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở nơi này muốn người chú ý thời khắc này, ở Hải Thần Xuyên ra mắt đại hội. Nàng dĩ nhiên lúc này nói ra những câu nói như vậy. Nà, ngươi là muội muội của ta. Không, ta không phải, ta chỉ là Na thôi. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì cả. Ta chỉ là Na Nhi. Ta không muốn làm tiếp em gái của người nữa. Ta chỉ làm là Na. Nàng quật cường nói. Đường Vũ Lân thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Đã đến giờ Na. Vì công bằng, ta không thể để cho người nói thêm gì nữa. Đường âm mộng âm thanh có một chút kỳ quái.